Trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa đã tổ chức thành công giải bóng chuyền nam, nữ, công chức, viên chức, người lao động, ngành giáo dục và đào tạo huyện năm 2022. Giải đấu diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Giải bóng chuyền nam, nữ, công chức, viên chức, người lao động, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tuyên Hóa năm 2022. Tổ chức vòng loại tại các cụm trên địa bàn huyện, có 69 trường học với hơn 400 vận động viên tham gia thi đấu. Tại vòng chung kết cấp huyện, có 5 đội bóng nam và 5 đội bóng nữ đại diện cho 5 cụm giáo dục trên địa bàn huyện tham gia tranh tài, với hơn 120 vận động viên là các cá nhân tiêu biểu được tuyển chọn từ các giải đấu cấp cụm trước đó. Các đội tham gia thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra đội vô địch. Giải bóng chuyền nam, nữ, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tuyên Hóa năm nay là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Thông qua giải đấu lần này nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó, giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trường học, đồng thời động viên khuyến khích phong trào tập luyện bóng chuyền, rèn luyện và nâng cao sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện cho học sinh. Sau giải đấu, ban tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc đại diện cho đội bóng chuyền nam, nữ, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tuyên Hóa tham gia tranh tài tại bóng chuyền nam, nữ, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi với chất lượng chuyên môn cao, giải đấu kết thúc với giải nhất bóng chuyền nữ thuộc về đội bóng cụm 1 Văn Hóa, Tiến Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng. Giải nhì đội cụm 4 thị trấn Đồng Lê, Thuần Hóa, Lê Hóa, Kim Hóa. Giải 3, đội bóng cụm 2, Phong Hóa, Mai Hóa, Ngư Hóa, Đức Hóa. Trao giải khuyến khích cho đội bóng cụm 5, Hương Hóa, Thanh Hóa, Lâm Hóa, Thanh Thạch. Và cụm 3, Thạch Hóa, Đồng Hóa, Sơn Hóa. Đối với bóng chuyền nam, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng cụm 4, giải nhì đội bóng cụm 3, giải 3 đội bóng cụm 2, trao giải khuyến khích cho đội bóng cụm 5 và cụm 1,